Yeah, các bạn thấy ngon không? Look, they look good. They look delicious. Alo, mình xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà mình khỏe không? Hôm nay mình làm bánh bột lọc, nhưng mà nhanh gọn lẹ. Mình làm với bánh tráng, ăn rất là ngon các bạn. Nó không khác gì mình làm với bột đó. Mình thấy làm với bột nó rất rất là cực khổ mà mệt quá à. Nhưng mà làm kiểu vậy, ăn làm với bánh tráng ăn rất là ngon. Bánh bột lọc ha các bạn ha. Mình thì mình làm chay, nhưng mà mình nếu mà các bạn làm với nhân mặn đó, thì cũng làm y chang, kiểu vậy không khác gì cả ha các bạn ha. Okay, my friends, today we gonna make clear dumpling. It's Vietnamese clear dumpling. It's a little bit different than the Chinese one. Okay, let's start. Okay, mình bắt đầu hả các bạn ha. Tỏi, garlic, hành tím, onion, tôm, shrimp, mushroom, nấm mèo, măng, bamboo. Ok các bạn, cái này là cho cái nhân của nó ha. This is for the filling. So, the bamboo, I already cooked them in water. It tastes better because sometimes the bamboos have a little bit strong smell, so just cook them in the water for a little bit. Cái măng mình có măng nấu sơ sơ rồi ha các bạn ha. Hành củ để mình lát mình mang đi phi nó. Asian or Vietnamese foods have always garlic, onion, a lot of flavor. Garlic. Cái này là tôm giả. This is a vegan shrimp. Thì các bạn, đây là nấm mèo mình mang đi ngâm rồi ha. This is a dry mushroom. If you don't have it, you can use a fresh one. But the fresh one, they are not so crunchy like this one. Look like that, right? I get it warm up. Mình mua cái này warm up đó các bạn. Cái này là thịt bằm chay. Okay, let's cook. First you put the onion, chopped onion. Smells so good. Bây giờ mình bỏ tỏi quá các bạn ha. Now we put chopped onion in there. Wait a little bit. Looks so good.
Thơm lắm các bạn, tỏi hành gì phi lên là thơm nữa. Lắm mà tôm quá các bạn ạ, à. Mình bỏ nấm mèo, onion, dry onion, ăn cái món này các bạn nó không ngon mấy là vì nó có nấm mèo này rồi xong rồi nó có măng rồi tỏi rồi hành rồi măng phi nó lên, thật ra cái nhân của nó ăn không ngon. This dish is very healthy because most of it is vegetable, right? Not so much meat or no meat at all. But if you cook meat, then more vegetable in there. Mình bỏ. Nếu mà các bạn làm bằng với thịt đó, thì mình xào thịt trước đó. Nhưng mà tại cái này của mình nó là đồ chay, thành ra cũng không cần gì lắm. Nhưng mà nếu mà với thịt đó thì mình xào, bỏ thịt xào với trước cũng được. Nó tóm lại là đường nào cũng thơm hết. This one is already cooked, that's why I put later. But if you cook with pork rind, you can add it first. And then now you can. Okay, các bạn, bây giờ mình làm hành phi part 2. Green onion. For the top. Okay, mấy cái hành này đó các bạn là mình từ ngoài vườn mình đó nha, mình tự trồng nha các bạn nhé. Bỏ dầu vô ha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình phi hành. Nếu mà các bạn không muốn phi trong chảo như mình á, thì các bạn có thể bỏ vào trong cái vi sóng hay là microwave ha. Đó. If you guys don't want to do like me, you can put it in the glass boil and put in microwave for 2 minutes and then it's fine too. Mình bỏ một chút xíu muối vào đây ha các bạn ha. Little bit salt. And if you want, you can put a little bit seasoning in here too. Bột nêm các bạn mình bỏ tí xíu để cho cái lúc mà mình ăn cái hành đấy, cái hành nó mình thơm. Ok, phần nước mắm các bạn thì có tỏi, ớt, chanh ha, garlic, chili, lime, sugar, and okay, các bạn, mình bây giờ làm nước mắm ha. We're gonna make a fresh sauce. Put a little bit sugar in here, đường, chili, ớt, tỏi, garlic. Mình thấy đâm nước mắm kiểu vậy đó thì làm kiểu vậy đó, thì cho mình thấy nó ngon hơn là cắt nó ha, tại vì lúc mình cắt nó thì mình thấy nó không có được ngon lắm. Nó mình bỏ, bây giờ bỏ chanh vô, lime, thank you.
Bây giờ là phần bắt đầu ăn. Cái này đó là nước sôi. This is hot water. And this is rice paper. And this is the filling. Này là nhân á, cái nhân lúc này mình làm đó các bạn. Đấy. Đây các bạn, đây nó không có giống lắm nhưng mà ăn nó rất là giống. Tốt nhất là bây giờ là mình cắt nó ra liền ha các bạn ha, chứ nó hơi dính dính lại một chút xíu. Rice paper, put in hot water. Nếu mà mình ăn kiểu giống như bánh ướt đó các bạn thì mình làm nhân bánh ướt rồi xong mình cũng làm y chang kiểu vậy ha, nhưng mà mình mang đi hấp nó một chút xíu thì là nó y chang như bánh ướt đó. Nhưng mà mình ăn cái này mình muốn ăn nó hơi dai dai, thành ra là mình không có mang hấp mà mình để nó kiểu vậy. Nếu mà muốn cho nó giống thiệt là giống á thì là cái bánh tráng á mình ngâm xong rồi mình có cái khuôn á mình cắt cho nó tròn tròn, cái xong là mình xếp ra nó y chang như bánh bột lọc vậy đó, nhưng mà mình không có cái khuôn tròn tròn thì là mình là bánh tráng bánh bột lọc vuông thay vì bánh bột lọc tròn. Ngon không? Mau không? Rất rất là mau. Hồi xưa mình nhớ mình làm chung cái này mà mình muốn ăn đó là mẹ mình làm thế, chị mình làm thế, rồi mình đứng ở nhà bếp thế, ba mẹ con đứng mà chờ đó ơi, chỉ vì cái món này thôi. Cái mình không biết là mẹ mình hay là chị mình nói thôi đừng làm rồi nhé, cực khổ quá. Đấy, rồi bây giờ cái hành phi mình bỏ nó lên. Nước mắm. Mình chạy chưa gì chạy nước miếng rồi các bạn ơi. Okay, mình mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Có các bạn thấy nó dai không? Wow. Này thấy nó dai không, nó y chang như bánh bột lọc, không có khác gì đâu. Show you. Mình mời các bạn nhé. Đây. Này, đó. Nó y chang như bánh bột lọc rồi đó. Mình mời các bạn nhé. Gà ăn các bạn. So good. Very, very delicious. The onion, the garlic. Nó thơm mùi hành, mùi tỏi. Rồi ăn nó có măng á các bạn. Măng nè, rồi nấm nó dần giòn, dần giòn. Nó nước mắm của mình đâm rất là ngon, nó chua chua ngọt ngọt. Này nó còn ngon hơn cái bánh bột lọc mà mình làm nữa. Tại vì các bạn biết không, cái bánh bột lọc mình làm á, mình mà cán mỏng quá đó thì là nó bể thì cái nước nó vô trong cái túi thì cái nhân nó hết ngon rồi.
mà mình làm dày dừa quá đó cho ăn cái bột không à. Còn cái này nó ngon. Nhanh gọn lẹ mà rất rất là ngon. Các bạn làm đi, mình làm cái nhân nó rất là mau đó. Rồi bánh tráng thì lúc nào cũng có sẵn rồi. Ăn nó dai như bánh bột lọc đó. Mà mình làm cái này nó có măng, có nấm mèo, rồi có hành, có tỏi, ăn nó thơm, nó giòn, nó ngon. Thế các bạn, mình cảm ơn các bạn nhiều nhé. Các bạn làm ăn thử đi, rồi nếu mà các bạn không muốn làm kiểu vậy á, thì các bạn làm bánh ướt á, thì khi làm cái nhân không có măng. Rồi các bạn làm y chang vậy, nhưng mà các bạn hấp, mang đi hấp sơ sơ một chút xíu thì ra là nó giống như bánh ướt. Bây giờ mình làm cái gì mình bây giờ làm thời cái thời hiện đại là làm gì phải nhanh gọn lẹ chứ không có thể mà đứng nhà bếp cả ngày được, nhưng mà mình cũng muốn ăn ngon phải không các bạn. Ok các bạn, mình chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ, trẻ đẹp, khỏe mạnh. Bye, thank you so much my friend to watch my video. I wish you all the best. Love you guys.